Vì Quát Nguyên Giáp đã nhận tiền của bọn phản tặc miền Nam, coi đó là tiền thưởng nên mới lẻn vào bố chính tư hành thích ngài. Ngài nên bắt giữ hắn mới phải. Gần đây, bến cảng Thiện Tân không bình yên lắm. Ngoài chuyện hải tặc quay rối bến cảng ra, thế lực băng đảng ở bến cảng cũng rất là hung hăng. Nếu không dẹp yên bọn họ, chắc chắn sẽ xảy ra đại loạn. Quan phủ đã thủ lý một thời gian dài, cũng không có tác dụng gì. Tâm tư của hạ quan chính là muốn lợi dụng Quát Nguyên Giáp để dẹp yên bọn người này. Ngài có thể lợi dụng hắn không? Quát Nguyên Giáp bây giờ với bọn họ đã bắt đầu có xung đột rồi. Không cần bao lâu nữa, Quát Nguyên Giáp sẽ tiêu diệt bọn du đảng này. Như vậy, chúng ta không cần bỏ ra chút sức lực nào thì có thể dẹp yên bến cảng. Nếu như Quát Nguyên Giáp không chịu nghe lời chúng ta sẽ bắt hắn về quy án. Có dễ dàng như vậy không? Từ lúc đó, trên người Quát Nguyên Giáp sẽ có hai tội danh. Thứ nhất chính là hành thích ngài. Thứ hai chính là tụ tập gây sự ở bến cảng, quyết đấu với băng đảng. Với hai tội danh này đều là tội chết. Chỉ cần quan phủ chúng ta nhận định, dán một bản cáo thị, Quát Nguyên Giáp dù có một cánh cũng khó thoát. Phó đại nhân, ra tay cũng ác thật. Đại nhân, hạ quan bò từ dưới lên đây, đối phó đám điêu dân này dù sao cũng có chút kinh nghiệm. Đại nhân à, ngài luôn đề bạt hạ quan có ơn nặng như núi với hạ quan, cho nên hạ quan cần phải đền đáp như sóng dỗ. Đại nhân, có chuyện rồi. Quảng hốt cái gì, nói. Tiểu thơ bỏ trốn rồi. Khốn kiếp, các người canh giữ thế nào vậy? Là Nông thiếu gia đưa tiểu thơ đi đó. Nông thiếu gia nói lão gia ngài muốn nói chuyện với tiểu thơ nên chúng tôi không dám ngăn cản, cho đến bây giờ vẫn chưa thấy về nên chúng tôi mới lo sợ. Một lũ vô dụng. Người có biết tiểu thơ đi đâu không? Dạ không biết. Đại nhân, hạ quan biết tiểu thư chắc là đi tìm Quát Nguyên Giáp rồi. Vậy thì cho người kêu nó về đi. Đại nhân, đừng nóng ruột. Về chuyện này, để hạ quan lo, tiểu thư nhất định sẽ được bình an trở về. Đại nhân à, ngài vẫn chưa biết đâu, Nông Kình Tôn và Quát Nguyên Giáp, họ là một bọn đó. Họ đã cùng nhau làm rất nhiều chuyện, bọn họ nhất định đang ở bên nhau. Ngài yên tâm, mọi chuyện đều nằm trong kiểm soát của hạ quan. Lại đây, mau rót rượu mời Kim Cang Nhị Gia. Kim Cang Nhị Gia, ông đừng khách sáo. Kim Cang Nhị Gia, lần này vì bánh cảng của các vị, tôi đã góp sức nhiều lắm rồi. Ông nhất định phải bảo vệ tôi thật tốt. Điều này do Trần Đại Gia bọn ta quyết định, nhưng mà ta có thể đến chỗ ông ấy nói giúp bà vài câu. Đa tạ Kim Cang Nhị Gia. Nào lại đây các cô nương, hầu hạ Kim Cang Nhị Gia cho tốt vào. Lại đây. Trời ơi, đi đi. Ta đâu có thích các người, ta thích đàn ông. Ta thích những người đàn ông trắng trẻo nõn nà thôi. Được rồi, bà đã biết khẩu vị của ta, lần sau đó nhớ chuẩn bị cho ta một người đàn ông. Kim Cang Nhị Gia, chỉ cần ông bảo vệ tốt chúng tôi, cho dù là mặt hàng gì, tôi cũng sẽ tìm cho ông mà. Bà nói thì nhớ giữ lời. Ông cứ đợi đó đi. Trời đất ơi. Ở đây không có chuyện của các người lùi xuống đi. Đi, mau lên. Khách không mời này từ đâu đến đây? Có chuyện gì không? Ngươi là ai? Ta là lão nhị trong Bát Đại Kim Cang ở bến cảng. Kể từ hôm nay, Trần Đại Gia đã giao phần kinh doanh kỹ viện ở bến cảng này cho ta quản đó. Địa bàn này và người trên địa bàn này đều được ta bảo kê. Người bọn ta tìm chính là ngươi. Ta không thích Đại Ba Liễm nhà ngươi. Gương mặt đâu có được đẹp. Ngươi là ai? Ta là Quách Nguyên Giáp. Quách Nguyên Giáp? Quách Nguyên Giáp là cái thá gì? Ta chưa có từng nghe nói tới. Ngươi! Ta và Trần Đại các ngươi là bằng hữu. Bây giờ ta được người khác nhờ cậy quản lý bến cảng vận chuyển hàng hóa của các ngươi. Nếu ngươi không tin, có thể hỏi lại Trần Đại của các ngươi. Trần Đại? Trần Đại là để ngươi gọi sao? Ngươi phải gọi là Trần Đại Gia, đó là đại gia của bọn ta. Trần Đại Gia không nói cho ta biết Quách Nguyên Giáp là cái thá gì, nên ta không biết Quách Nguyên Giáp là cái thá gì hết trơn á. Đừng nhiều lời với hắn nữa, hắn đang cố tình kiếm chuyện. Các ngươi đến đây để làm cái gì? Hương Dung cô nương đang ở đâu? Các ngươi cũng muốn tìm Hương Dung cô nương sao? Hương Dung cô nương là người đứng đầu ở chỗ bọn ta, có giá cao lắm đó. Người chọn ả đâu là quan quyền. Các ngươi không là gì hết thì mà cút đi. Vị quý đệ này, ta không biết mục đích của ngươi là gì, nhưng ta nói cho ngươi biết, Hương Dung cô nương là người của bọn ta. Hơn nữa, bọn ta ở sòng bạc đã phân thắng bại rồi, cho nên Hương Dung cô nương và kỷ diện các ngươi đã không còn liên quan gì nữa. Đây là ông chủ kỷ diện các ngươi đã hứa, hơn nữa cũng đã ký khế ước. Ngươi dẫn người đi như vậy, vừa vi phạm khế ước, vừa vi phạm quy tắc. Hơn nữa
còn phạm tội bắt cóc. Bọn ta không muốn xảy ra xung đột với các ngươi, phiền ngươi hãy thả Hương Dung cô nương. Ta không nghe nói khế ước gì hết trơn. Ta chỉ biết Hương Dung cô nương là người của Phiêu Hương Diện, ta phải bảo kê. Kêu Trần Đại của các ngươi ra đây. Chuyện này không có liên quan gì đến Trần Đại gia bọn ta hết đó. Đây là địa bàn của ta, ta tự quyết định. Ngươi định giải quyết như thế nào? Các ngươi cút ra ngoài, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Đưa Hương Dung cô nương trả lại cho bọn ta. Ngươi muốn ăn giả kiếm chuyện phải không? Với hạng người không nói lý lẽ như hắn, chỉ có giết. Vì quy đệ này, bọn ta không có ý giao chiến với ngươi, chỉ mong ngươi có thể làm theo quy tắc. Hương Dung cô nương là người thân của huynh đệ của ta, cô ấy bị cuộc sống ép buộc, lầm lỡ bước vào kỷ diện. Hy vọng ngươi có thể tác thành cho họ trọng lòng giúp đỡ, thả Hương Dung cô nương. Biết đâu bọn ta sẽ ghi nhớ ơn đức của ngươi. Người thân? Người thân cái gì? Là thê tử hả? Thê tử của ngươi là kỹ nữ phải không? Nào nào nào, hãy đưa Hương Dung cô nương ra đây hết cho ta. Ta muốn nhìn kỹ bộ dạng của cô ta một chút. Thả tôi ra. Hương Dung, ngươi khoan đã, ta rất muốn nhìn kỹ bộ dạng của cô ta. Được lắm, gương mặt cũng khá xinh đẹp nè. Ngay cả một người không thích phụ nữ như ta cũng có chút động lòng. Người thả cổ, mọi người sẽ được bình an. Xem ra người từng vui vẻ với Hương Dung không phải vui vẻ với kỹ nữ, mà là đang dụng trộm. Dụng trộm trong phòng ngủ huynh đệ Ba Liễm nhà ngươi. Đại Ba Liễm à, sừng ở trên đầu của ngươi chắc là nhiều lắm. Đội lên đầu ấm lắm phải không? Yeah. Quách Nguyên Giáp, nếu cậu không cho ta qua đó, ta sẽ nổ tung. Đây vốn dĩ là chỗ ở của Mã Tam Gia, bây giờ Trần Đại Gia ở đây hả? Đúng vậy, Tam Đệ lúc sinh thời thích hưởng thụ, bây giờ hang ổ an lạc này để lại cho đại ca. Gì đệ? Đại ca, sòng bạc của đệ bị Quách Nguyên Giáp phá nát hết rồi. Đại gia, khuôn mặt của tôi cũng đã bị hủy hoại, biến thành mặt rỗ rồi. Ta thấy thật là, tại sao chúng ta không đánh lại Quách Nguyên Giáp? Tiếc gì đệ, đệ đã thử rồi. Đại ca, đệ cảm thấy chúng ta đừng đánh với hắn nữa. Hắn đã nhận lời làm việc ở bến cảng rồi. Nếu vậy thì chúng ta hãy thu nhận hắn, chia cho hắn một phần. Như vậy tất cả mọi người đều sẽ được bình an vô sự. Không được, chúng ta quản lý nơi này đã nhiều năm, đã chịu biết bao cực khổ mới giành được thiên hạ này, sao có thể nhường cho người khác? Hơn nữa, Bác Đại Kim Cang chúng tôi vì mảnh thiên hạ này giàu sinh ra tử, nhưng không ai nhận được quyền lời ở bến cảng vận chuyển hàng hóa. Tại sao Quách Nguyên Giáp hắn vừa mới xuất hiện thì phải chia cho hắn một phần? Như vậy không công bằng, tôi không đồng ý. Ta cũng biết làm như vậy không công bằng, nhưng không phải chúng ta không đánh lại người ta sao? Thù nhận hắn không phải là không được, nhưng mà để nghe thử đi, Quách Nguyên Giáp là hạng người cam tâm làm việc cho chúng ta hay sao chứ? Đây là nuôi ông tay áo mà, biết đâu một ngày nào đó hắn sẽ trừ khử hết chúng ta, nơi đây sẽ là thiên hạ của hắn. Cho nên bây giờ nhân lúc đôi cánh của hắn chưa cứng, giết chết hắn là đúng, cũng không nên chậm trễ. Với thế lực của chúng ta bây giờ, e là nhất thời chưa tiêu diệt được hắn đâu. Như đệ, chúng ta không thích luận điệu bi quan của đệ. Ở đây là địa bàn của chúng ta, hắn chẳng qua chỉ là một người ngoại lai. Trước mắt chúng ta không có cách nào giành phần thắng hết, cho nên chúng ta chỉ có thể nghĩ cách đối phó hắn mà thôi, có hiểu không? Nghe nói bây giờ họ đã đến Phiêu Hương Diện. Đây là kế hoạch bước thứ hai của ta. Hình như là phó gia rất ủng hộ Quách Nguyên Giáp. Đó là tại vì chúng ta chưa tiêu diệt Quách Nguyên Giáp. Để nghĩ thử đi, phí gia làm như vậy vì điều gì? Vì muốn bảo vệ thu nhập ở bến cảng của ông ta. Giờ cần chúng ta tiêu diệt Quách Nguyên Giáp, ông ta cũng sẽ tiếp tục trọng dụng chúng ta. Còn cáo già này, ta đã quá hiểu rồi. Để cảm thấy chúng ta vẫn không thể thoát khỏi kiếp số này. Sợ gì chứ, chỉ cần hắn dám trọng dụng Quách Nguyên Giáp thì giết hắn luôn. Trần Đại Gia, Từ Bá Tử họ dẫn theo thê tử của Quách Nguyên Giáp đã tiến vào Thiên Tân Phủ rồi. Cái gì? Thê tử của Quách Nguyên Giáp? Đây là bước thứ ba trong kế hoạch của ta. Không tiêu diệt Quách Nguyên Giáp không có cách nào êm chuyện hết. Có nói sao đi nữa, Hương Dung cô nương cũng là người của Phiêu Hương Diện bọn ta. Ta sao không để bất cứ ai quấy rầy chuyện kinh doanh kỹ diện của bọn ta? Ngươi nói ả là thê tử của ngươi sao? Một người đàn ông đưa thê tử vào kỹ diện, sao lại không biết ngượng mà còn đến kỹ diện đòi thê tử của mình đi về? Ba Liễm huynh đệ, ta thực sự mất mặt vì ngươi. Đừng đánh nữa. Thả tôi ra, thả tôi ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Túy Tiên Lầu. Mời, nào. À, bây giờ Nguyên Giáp đã ra ngoài, có thể khuya lắm cậu ta mới trở về. Mời mọi người ở đây một lát để ta đi tìm chút đồ ăn cho. Mọi người chờ chút nha. Lưu Bộ Đầu, ta cảm thấy ở đây không giống trang viện của Bố Chính Tư. Người lưu tới nơi này cũng không giống người của Lưu Nhữ Dực. Ta cũng thấy hơi kỳ lạ, luôn cảm thấy nơi này quái gở gì hơn. Diên Hạo đi đâu rồi? Hay giờ mới cùng Từ Bà Tử ra ngoài, nó là có chút chuyện cần phải thương lượng đó. Ta luôn cảm thấy giữa họ có chút kỳ lạ. Trước đây Diên Hạo bỗng nhiên biến mất, Tử Bà Tử nói hắn đã đi Thiên Tân. Tiếp đó giữa đường hắn lại xuất hiện như một hồn ma. Sau đó họ đi vào rừng bàn bạc nửa ngày trời, không biết bàn chuyện gì. Chắc chắn là có vấn đề. Nè Tẩu Tẩu à, Tẩu yên tâm đi, dù ta phải liều cái mạng này cũng bảo vệ an toàn cho Tẩu. Đây không phải vấn đề bảo vệ, chúng ta phải làm rõ trong chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Quyền Giáp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quyền ấy có nguy hiểm không? Tẩu Tẩu, chút nữa là có thể gặp Quyền Giáp huynh đệ rồi. Diên Hạo, rốt cuộc ở đây là đâu? Tẩu Tẩu, bất kể là ở đâu, được gặp huynh đệ Quyền Giáp dù sao cũng là chuyện vui mà. Diên Hạo, người đó, rốt cuộc tại sao người lại đi chung với họ? Chuyện này rốt cuộc có âm mưu gì? Thả ta ra trước được không? Người có nói không? Ta nói, Tẩu Tẩu, ta nói. Người nói chuyện Nguyên Giáp đang ở nhà của Lưu Đại Nhân là giả đúng không? Đúng, là giả đó. Quách Nguyên Giáp huynh đệ không còn làm việc ở Bố Chính Ty nữa. Vậy thì người cũng không làm quân sư gì đúng không? Không sai, điều là ta bịa ra thôi. Cái tên khốn kiếp nhà ngươi, thật ra ngươi muốn làm cái gì? Ê, đừng nóng mà, bọn họ là người xấu. Đưa Tẩu Tẩu đến Thiên Tân là muốn gạt Tẩu Tẩu đến để mua chuộc Quách Nguyên Giáp. Quả nhiên có vấn đề. Nhị Hảo, tình khốn kiếp nhà ngươi. Khốn kiếp mà, Quách Nguyên Giáp đối xử với ngươi không tệ, vậy mà ngươi hãm hại Quách Nguyên Giáp, hãm hại Tẩu Tẩu. Có phải người chán sống rồi hay không? Không phải, ta cũng mắc bẫy bọn họ. Suốt chút nữa bọn họ giết ta, mạng ta lớn thôi. Vậy sao ngươi còn cám mẹ một lứa với họ? Ta trở về là muốn cứu các vị. Cứu bọn ta sao? Cả cháu đau bác này còn dám ngụy biện hả? Quả thật như vậy mà. Sau khi ta tỉnh lại, thật ra có thể bỏ đi cho xong, nhưng mà ta nghĩ các vị còn nằm trong tay hắn. Bọn họ muốn giết các vị không có phòng bị, nên ta gác chuyện sống chết qua một bên, ta lại trở về. Vậy tại sao lúc đó ngươi không nói sự thật cho ta biết vậy? Ta vì ta kiểm soát được tình thế. Ta cảm thấy chúng ta có thể lợi dụng họ đến Thiên Tân để tìm hiểu tình hình của Nguyên Giáp huynh đệ. Nếu như dọc đường chúng ta giết chết Từ Bá Tử, chúng ta sẽ không vào được nội bộ kẻ địch. Như vậy sẽ không cứu được Quách Nguyên Giáp huynh đệ. Chúng ta đang ở trong lòng kẻ địch rồi, tình hình bây giờ thế nào? Ô trời Tẩu Tẩu, Tẩu không thấy tình thế bây giờ đang rất tốt sao? Bọn họ đối xử chúng ta tiếp đón trọng hậu, kính nể như khách. Sao ta lại cảm thấy bọn họ muốn làm tê liệt chúng ta vậy? Tình hả? Thế thay đổi rồi, lão đại của bến cảng Mã Tam đã bị Nguyên Giáp giết chết rồi. Bây giờ Nguyên Giáp là lão đại của bến cảng, uy chấn bốn phương, không ai không nghe lời của ta. Nghe nói có một người tên là Phí Gia sắp đến đây để tiếp đón chúng ta. Ông ta nói mình là bằng hữu của Nguyên Giáp huynh đệ, ngày mai sẽ đến dùng bữa với chúng ta. Với tình thế bây giờ là phong vân kịch biến, Thiên Tân đúng là chiến trường đầy mưa gió, ta rất thích. Bây giờ có Nguyên Giáp đang ở đâu, thế nào rồi? Tình hình ở đây ta cảm thấy không đơn giản chút nào. Diên Hạo, hãy phát huy trí thông minh của ngươi, có tình hình gì nhất định phải báo cho ta biết. Được. Thiên Tân không phải là nơi tầm thường, chỉ cần thiếu cảnh giác sẽ rơi vào cảnh sống chết ngay. Trước đây ngươi đã làm chuyện sai trái, nhưng lại đánh mưa trúng đích, dụ bọn ta tới nơi này. Đây cũng là điều ta cần. Thấy chưa, vẫn là Tẩu Tẩu biết trong lòng ta đang nghĩ cái gì. Lão này cảnh cáo ngươi thêm một lần, nếu ngươi dám gạt bọn ta sẽ cho ngươi bỏ mạng ở đây, nghe rõ chưa? Quân đệ, quân đệ, chúng ta là người một nhà, ta thật lòng thật dạ giúp đỡ Nguyên Giáp quân đệ mà. Diên Hạo, kể từ giờ ngươi phải tiếp tục giao lưu với họ. Trong chuyện này nhất định có âm mưu, họ chắc chắn không tha cho chúng ta dễ dàng vậy đâu. Nhất định muốn có thông tin gì trên người chúng ta, rất có khả năng bất lợi cho Nguyên Giáp. Lưu Bộ Đầu, kể từ bây giờ chúng ta phải ngày đêm không chập mắt đề phòng biến cố. Biết rồi Tẩu Tẩu. Nhấn lên rồi Tẩu Tẩu. Đi. Trời ơi, Quách Nguyên Giáp, cậu đang làm cái gì vậy? Chúng tôi đã đắc tội gì với cậu? Tại sao lại đập phá chỗ của chúng tôi như vậy chứ? Cậu nói đi. Cậu nhìn đi, cửa hiệu của tôi đã tan nát hết rồi, làm sao chúng tôi buôn bán được nữa? Trời đất ơi, không sống nổi nữa bà. Trời ơi. Chú bà, bọn ta đã nghe theo lời bà đi tham gia cược mạng. Hơn nữa, bọn ta đã thắng.
Nhưng bà ăn nói không giữ lời, còn dẫn Hương Dung đi mất. Bà làm vậy là có ý gì? Chúng tôi cũng là phận ăn nhờ ở đậu. Hương Dung cô nương, không phải chúng tôi nói làm sao thì cổ sẽ làm như vậy. Bây giờ Hương Dung đang ở đâu? Hả? Cổ. Trời ơi, đúng là muốn lấy mạng của tôi mà. Dừng tay. Quắc Nguyên Giáp, nếu ngươi còn tiến thêm một bước, ta sẽ nhấn dao cầu xuống ngay. Nơi này máu sẽ chảy thành sông. Ngươi muốn tiếp tục sống ở bến cảng này không? Ngươi có ý gì? Ngươi biết ta không? Ngươi biết ta là ai không? Ta là lão nhị trong Bát Đại Kim Căn ở bến cảng. Nhưng ngươi biết ta làm nghề gì không? Ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi muốn làm gì. Vậy ngươi có biết ngươi giết người nhiều nhất ở bến cảng này là ai không? Vậy chứng tỏ ngươi nghiệp chướng nặng nề. Quắc Nguyên Giáp, ta biết ngươi làm nghề gì, mọi chuyện của ngươi ta đều biết. Nhưng mà mọi chuyện của ta ngươi chưa chắc đều đã biết. Trên bến cảng này, lời nói của Côn Tử Bang bọn ta còn mạnh hơn thánh chỉ. Lời nói của hoàng thượng ở đây chưa chắc có người sẽ nghe, nhưng lời nói của ta ở đây không người nào dám không nghe. Ngươi biết cân lượng của ta rồi chứ? Chứng tỏ ngươi xem thường dương pháp hơn nữa. Ngươi là người thông minh, trong lòng ngươi hiểu rõ. Ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng ta nói cho ngươi biết, tốt nhất ngươi nên thả Hương Dung cô nương ngay lập tức. Cổ với ngươi không thù không oán. Ta hy vọng chuyện này có thể mau chóng kết thúc. Nếu ngươi thả cổ ngay bây giờ, bọn ta sẽ đi ngay. Không, ngươi không đi được đâu. Tại sao vậy? Tại vì ta có một thói quen. Một phải là bằng hữu, hai phải là kẻ thù. Không phải bằng hữu, nhất định phải là kẻ thù. Ta không muốn trở thành kẻ thù với ngươi. Nhưng mà mọi chuyện ngươi đang làm bây giờ đã đủ để chứng minh ngươi là kẻ thù của ta. Xin lỗi, ta không hề có ý trở thành kẻ thù với ngươi. Ngươi đã hại chết hai huynh đệ của ta, Kim Cang Tứ và Kim Cang Ngũ, còn có Mã Tam Gia. Còn đã thương Kim Cang Bác, chỉ có thể kết thúc bằng thù hận. Đây chính là quy tắc của bến cảng Thiên Tân bọn ta. Thành thật xin lỗi. Xin lỗi cũng vô ích. Ở nơi này, kẻ thù đều phải nằm ngang để mà khiêng ra ngoài. Nhưng lần đây, người phải nằm ngang ra ngoài là ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể trọng lòng thông cảm. Các huynh đệ, thông cảm được không? Không có. Ở đây từng có mấy người phải nằm ngang khiêng ra ngoài? 8 người. Vậy với Quắc Nguyên Giáp thì sao? Phải nằm ngang ra ngoài. Nghe thấy chưa, huynh đệ ta đâu có đồng ý. Ta với ngươi không thù không oán. Xin các ngươi trọng lòng nương tay, thả cổ đi. Ngươi sợ rồi sao? Ta sợ rồi. Ngươi là người đầu tiên nói sợ trước mặt ta. Nhưng nể tình ngươi nhát gan như vậy, ta có thể cho ngươi một cơ hội để ngươi tiếp tục sống. Bây giờ, ngươi hãy quỳ trên sàn nhà, dập đầu 3 cái cho ta, kêu lớn một tiếng: Kim Cang Nhị Gia, ta sai rồi, ta là cháu của ông. Ngươi mới là cháu đó. Quắc Nguyên Giáp, cậu phải có trách nhiệm với chúng tôi. Họa này là do cậu gây ra. Tên trời đánh như cậu không có gì tốt. Giống dĩ với sự bảo vệ của Mã Tam Gia, chúng tôi đang yên, đang lành. Nhưng mà cậu cứ vô đây thọc gãy bánh xe. Cậu muốn sau này chúng tôi phải sống sao đây? Ông trời ơi! Nè, ba liễm kia, thê tử ngươi Thùy Mỹ Nết Na, mỹ nhân này, ở phía hương diện bọn ta đã hầu hạ rất nhiều người. Ngươi bị cắm rất nhiều cái sừng rồi đó. Sao, bây giờ muốn gỡ ra không? Không gỡ được đâu. Hai ngươi có quỳ xuống hay không? Có kêu không? Nếu không ta bỏ tay ra, cái đầu xinh đẹp của ả sẽ dọn nhà đi đó. Quỳ xuống. Ta nói cho ngươi biết nè, nếu ngươi còn không quỳ, ta sẽ cho ả trở thành một thi thể kiều diễm. Quỳ xuống. Ngươi là anh hùng, phải bảo vệ đến cùng chứ. Để ả chết hay là ngươi quỳ xuống, ngươi tự chọn đi. À, xin mời. Ôi trời. À, mời ngồi. Ở đây là đâu? Đây là chỗ của Mã Tam Gia chúng tôi. À, bây giờ là chỗ của Trần Đại Gia. Là chỗ Trần Đại Gia dùng để triệu kiến nhân vật quan trọng ở bến cảng Thiên Tân. Mọi người ngồi đi. À, lát nữa Trần Đại Gia sẽ đến đây. Được. Nơi này được lắm đó. Ý, sao không có người rót trà vậy? Nè, rót trà đi. Mời bọn ta tới làm khách, không ai tiếp đãi. Chuyện này là sao? Mau rót trà đi. Có ai đây không?
Nè vị huynh đệ, huynh là tôi tới ở đây hả? Sao không rót trà mời chúng tôi? Trời. Vị huynh đệ này, cơ bắp của huynh cũng cuồn cuộn hen. Người đến không hiền đâu, cẩn thận. Yên tâm đi, đến một tên giết một tên, đến hai tên giết một đôi. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ tẩu. Nguyên Giáp, đừng! Quắc Nguyên Giáp, cuộc tranh đấu tàn khốc này đều do ngươi gây ra. Tại vì ở đây là bến cảng, từ xưa đến nay kiếm sống ở bến cảng đều là kẻ sống người chết. Giữa ban ngày ban mặt, chẳng lẽ không còn dương pháp hay sao? Tất nhiên là có dương pháp, hơn nữa dương pháp nhất định sẽ rơi trên đầu ngươi. Nếu Hương Dung cô nương chết đi, tất cả những người sống sót đều có thể làm chứng. Đây là việc làm của Quách Nguyên Giáp ngươi và Đại Ba Liễm kia. Sau đó lấy đầu của các ngươi treo trên thành lầu. Sau đó nữa, tất cả mọi người sẽ quên các ngươi. Bên cảng dưới sự quản lý của bọn ta vẫn giống như xưa. Người phải đóng phí quản lý thì phải đóng phí quản lý. Người nên đưa con gái đến hậu hạ bọn ta thì phải ngoan ngoãn đưa đến đây. Ở đây vẫn là thiên hạ của bọn ta. Ngươi thật sự rất độc ác. Kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết. Ngươi tự liệu lấy đi. Để ta quy, thậm chí ngươi có thể giết chết ta, chỉ cần ngươi tha cho Hương Dung. Huynh đệ của ngươi đều là ta giết, ta sẽ gánh hết mọi chuyện. Được thôi, ngươi qua đây nằm dưới lưỡi dao cầu này thì ta sẽ thả Hương Dung cô nương. Ngươi sẽ giữ lời chứ? Tất nhiên giữ lời. Bà Liễm ca, ta từng yêu người phụ nữ, đến hôm nay vẫn yêu cổ. Nếu cô chết, cả đời ta sẽ sống rất đau khổ. Ta đồng ý dùng sinh mạng của mình đổi lấy sinh mạng của cổ. Quắc Nguyên Giáp, sau khi ta chết hãy nhận xác cho ta. Bây giờ ngươi cứ việc ngoan ngoãn nằm xuống đây. Ê, không ngờ các huynh lại ở đây. Chạy đi, chạy mau. Chạy mau! Hả? Chạy mau đi! Hả? Chạy mau! Tôi chạy mau đi. Đi! Chạy mau! Tôi không đi! Đi thôi! Đi mau! Đi là... Đi mau! Đi đi chạy bà! Chạy mau! Nhanh lên! Đi! Đi đi! Trời ơi, hả? Xin lỗi, từ xa xôi mời mọi người tới đây, một ly trà cũng không có. Dân trà. Rốt cuộc ông là ai? Sao lại đưa chúng tôi tới đây? Chuyện vậy là sao? Ngươi không nói cho họ biết tại sao mời họ tới đây hả? Không có chỉ thị của đại gia, tôi đâu có dám làm như vậy. Là vậy à? Vậy thì ta nói các vị biết nè. Các vị giống vậy ở thôn Tiểu Nam Hà, đang sống cuộc sống nông thôn. Nghe nói hoàn cảnh gia đình cô cũng khá tốt. Bọn ta ở bên cảng Thiên Tân Vệ này dựa vào một đám huynh đệ giành thiên hạ, hàng năm còn nhận được không ít phí cảm tạ. Tại vì bọn ta đang bảo vệ cho họ, cũng chính là tiền bảo kê. Nhưng bỗng nhiên một ngày đó,
chồng của cô Quách Nguyên Giáp xuất hiện ở bến cảng, phá hỏng mọi chuyện của bọn ta. Tôi hiểu rồi. Chắc các ông đã làm chuyện gì xấu. Tình hình bây giờ là như vậy, hắn đã trở thành kẻ thù của bọn ta, quyết đấu với bọn ta ở bến cảng. Nhất định là lỗi của các ông. Có lỗi hay không không quan trọng. Điều đáng tiếc là hắn chỉ vì một kỹ nữ quyết đấu với bọn ta. Bọn ta có thể từ bỏ kỹ nữ đó, nhưng mà tướng công cô không chịu từ bỏ. Ông nói bậy. Tôi không nói bậy một chút nào. Chỉ là ta thấy tiếc cho hắn. Cô nương như qua nhân gọc như vậy hắn không yêu, mà lại vì một kỹ nữ ghen bóng ghen gió với bọn ta, bỏ mặc cả tính mạng của cô. Tôi nghĩ hắn bị đặt thị phi. Quy chia rẽ thôi. Ta không cần phải làm gì. Dù gì ta có thể giết chết Quách Quyền Giáp, nhưng ta không làm như vậy. Vậy rốt cuộc ông muốn làm gì? Bây giờ ta muốn cô chết chung với Quách Quyền Giáp. Ông dám hả? Tên tiểu nhân bị ổi nha ngươi. Trong lúc sống chết tồn vong này, không có chuyện bị ổi hay không, kẻ thắng làm chua. Nhưng chỉ là cuộc khoan nóng ruột đã. Để sau khi bắt được Quách Nguyên Giáp, ta sẽ đưa hai người bọn cô xuống biển một lượt. Ta đã chuẩn bị cho hai người một con thuyền rất là tốt. Đưa hai người bọn cô đến một nơi rất xa, cùng hưởng thụ niềm vui sung dày. Nó cười. Ngươi tưởng chỉ dựa vào ngươi, ngươi cũng muốn chiến thắng Quách Nguyên Giáp sao? Tên khốn nạn này, lão này nói cho ngươi biết, ngươi không thể chiến thắng Quách Nguyên Giáp được đâu. Ai, dù sao cũng có điểm yếu, Quách Nguyên Giáp chết chắc rồi, không phải ba ngày hôm nay, thì cũng là tối hôm nay thôi. Muốn chạy hả? Đi. Tại sao chứ còn một người vậy? Phải làm gì với hắn đây? Giết hắn đi. Đại gia, đừng giết ta, ta không làm gì hết. Ta với họ không phải đồng bọn. Xin ông đó, đừng giết ta mà. Viên Hạo, đừng vô tích sự như vậy. Tẩu tẩu, họ sắp giết ta rồi. Bọn họ sắp giết ta rồi. Làm sao ta có tích sự được chứ? Viên Hạo, cái chết có gì phải sợ chứ? Mau đứng dậy, đừng làm con rùa rút đầu. Ngươi nói nghe dễ quá, ngươi đến thử đi. Đại gia, ông đừng giết ta, ta sợ chết. Các ông giết hắn đi, lưu bố đầu, hắn không sợ chết. Ngươi... Đại gia, ông đừng giết ta nha. Ta thật sự không là gì hết. Ta với bọn họ thật sự không phải một bọn đâu. Các ông giết ta, đối với chuyện các ông tiêu diệt Quách Nguyên Giáp không có lợi ích gì đâu mà. Dừng người lại, cũng không lợi ích gì hết. Không phải. Ta chết sẽ vô ích, ta sống mới có ích. Người sống sót có ích lợi gì hả? Ta sống sót, lợi ích lớn nhất chính là có thể làm phản đồ của họ. Quyết định lương tự các ông, toàn tâm toàn ý làm việc cho các ông, giúp các ông tiêu diệt Quách Nguyên Giáp. Nếu không có ta, các ông tiêu diệt Quách Nguyên Giáp có thể sẽ có chút khó khăn, thậm chí là không có khả năng. Nếu có ta, sẽ như là hổ thêm cánh vậy. Có thể tin hắn được không? Không tin được. Tự bá tử, ngươi không thể làm người vong ân bộ nghĩa như vậy. Đến thôn Tiểu Nam Hà, không có ta giúp, các ngươi có thể đưa vợ của Quách Nguyên Giáp, tẩu tẩu ta đến thiên tân này không? Không có ta, tẩu ấy không thể nào đi theo các ngươi đâu. Dọc đường hai chúng ta còn hứa với nhau, sau khi tới thiên tân có phúc cùng hưởng mà, đúng không? Ngươi cười cái gì chứ? Ta còn cứu mạng ngươi mà, đúng không? Nếu ta không cứu ngươi, thì lúc đó ngươi thành ma dưới đao của ta rồi. Ngươi mau cứu ta, lấy ơn trả ơn đi. Có phải vậy không? Trần đại gia, ông tin hắn không? Ta đang hỏi ngươi, ngươi trả lời đi. Người khác thì không tin được, nhưng mà hắn phản bội người ta, tin được. Đại gia, thấy chưa, có người làm chứng cho ta đó. Ngươi có thể cho ta điều gì chứ? Đại gia, ta có thể cho ông mọi thứ ông cần. Ta quyết định làm con chó trung thành nhất của ông. Ông kêu ta cắn ai, ta sẽ cắn người đó. Yeah!
Phải quá sâu nặng. Sợ gì chứ? Bọn người xấu này giết tên nào bớt tên ấy, giết hai tên bớt hai tên. Mau thả hắn đi. Cút đi. Chạy đi. Biết đây là đâu không? Ở đây hả? Nhìn qua có chút đáng sợ. Nếu ngươi không nói thật, ta sẽ cho ngươi ở đây vài ngày để từ bà tử hậu hạ ngươi. Yên tâm, ta sẽ nghe lời ông. Ta thích vị anh hùng. Vừa nhìn thấy ông thì ta đã biết ông là một vị đại anh hùng thật sự. Ta hỏi ngươi, võ công Quách Nguyên Giáp cao cỡ nào? Điều này ta không rõ lắm. Nào là đại chiến Bàn Sơn, quyết chiến Miếu Dược Dương, đánh bại thiên hạ đệ nhất tà thần lão gia Bạch Thụ Tử. Ông nói công của hắn cao không? Ta hỏi ngươi, võ công của hắn rốt cuộc cao cỡ nào? Nói sao đây ta? Tóm lại, ta chưa từng thấy hắn bại dưới tay ai. Chẳng hạn như nói là có 50 người, tất cả bên cạnh hắn không đến thời gian một chén cơm đều ngã hết. 20 người chết, 30 người bị thương, còn Quách Nguyên Giáp không hề hấn gì. Trong này, ta cần người nói về Quách Nguyên Giáp, còn phải cần người biểu dương hắn ta. Ta quên mất. Quách Nguyên Giáp này có là gì đâu. Nếu hắn nằm trong tay ông, hắn sẽ không là gì hết. Các ông là ai nào? Các ông là người của Phủ Thiên Tân, là người của Quan Phủ, là người của nơi nổi tiếng. Quách Nguyên Giáp này chính là thôn dân của thôn Tiểu Nam Hà, thôn Phu Sơn Giả, cốc ngồi đáy giếng, không thể làm nên trò trống gì. Đừng nói năng linh tinh với ta nữa. Làm sao mới có thể chế ngự Quách Nguyên Giáp được vậy? Chế ngự Quách Nguyên Giáp hả? Điều này... Nói mau. Có một cách này. Nói! Quách Nguyên Giáp này, võ công của hắn thật sự cao cường, người bình thường không thể đối phó hắn. Chúng ta không thể dùng cách trắng trợn, chỉ dùng cách trầm lặng âm thầm trừ khử hắn. Phải làm sao? Hạ độc, dùng độc dược thuốc chết hắn. Hạ độc à? Ta cũng phải không nghĩ tới. Nhưng mà chúng ta không có cách nào tiếp cận được hắn. Người có thể hạ độc trong thức ăn của hắn chỉ có thân tính của hắn thôi. Chuyện này ta có thể làm được. Có thể hạ độc được à? Dạ đúng. Chỉ cần thả ta về bên cạnh hắn, ta có thể hạ độc. Hơn nữa, hắn sẽ không nghi ngờ ta. Tại sao ngươi phải gạt ta? Ta không gạt ông, lời ta nói đều là thật mà. Tại sao ngươi muốn giúp ta trừ khử Quách Nguyên Giáp vậy? Tại vì ông lợi hại hơn hắn. Ta muốn nương tựa ông. Chính vì điều này à? Ông biết rồi, chim chết vì miếng ăn, người chết vì tiền mà. Quách Nguyên Giáp này, ta với hắn cũng không phải quan hệ họ hàng gì. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có tên Đại Ba Liễm, Lưu Bố Đầu. Ngày thường có chuyện tốt gì cũng không tới lượt ta đâu. Ta không mong đợi gì hắn. Ta chỉ còn cách một lòng một dạ nương tựa ông rồi, Trần Lão Đại. Muốn làm cái gì? Ta không dám nói. Nói! Ông biết rồi, ta đây vừa mới đến Thiên Tân, muốn mua vài căn nhà. Nhưng mà kinh phí quá lớn. Sau khi làm xong chuyện này, ông có thể cho ta một ít thù lao không? Không nhiều lắm, chỉ một 50 lượng là đủ. Sau khi làm xong chuyện này, ta cho ngươi 100 lượng. Đa tạ Trần Đại Lão Gia, ông yên tâm. Chuyện này ta chắc chắn sẽ làm rất tốt đẹp. Chỉ cần ta có tiền, cái gì ta cũng có thể bán đứng hết. Lưu đại nhân, tìm Hạ Quan hả? Ngồi đi. Phó đại nhân, ta vừa mới nhận được tin. Nói là Kỷ Diện ở bến cảng xảy ra ác chiến với băng đảng. Ta muốn biết con gái ta có ở Kỷ Diện không? Hạ Quan nhận được tin, con gái ngài quả thật ở đó. Vậy tại sao ngươi không ngăn cản, mang nó về cho ta? Lúc đó Hạ Quan thật sự đã dẫn người đến Kỷ Diện. Nhưng sau khi đến đó, mọi chuyện đã kết thúc. Hai phía quyết đấu đều không thấy tung tích. Kỷ Diện bị đập phá đến rất bừa bộn. Đám kỹ nữ đều bỏ chạy hết. Tú bà trở thành một người điên rồi. Cũng có nghĩa là con gái ta lại biến mất rồi. Quả thật là như vậy. Phó đại nhân, ở đây là đâu? Thiên Tân. Thiên Tân là địa bàn của chúng ta. Con gái ta đi mất lại không thấy tung tích. Ngài nói đã hỗn loạn như thế nào? Thiên Tân này chúng ta cai quản ra sao? Đại nhân, đây không phải lỗi của ngài, cũng không phải lỗi của Hạ Quan. Đại Thanh Triều từ chiến tranh Á Phiện đến nay, nước mất nhà tan, triều đình bất lực, dân chúng gặp họa, phản tặc hoành hành. Điều này không phải ai cũng có thể cứu vãn bình định thiên hạ được. Nói nhảm. Thái bình nghịch tặc có lợi hại không? Không phải cũng bị chúng ta diệt rồi sao? Đại Thanh Triều chỉ cần thở một cái cũng có thể trở mình. Tới lúc đó Đại Thanh Triều vẫn là Đại Thanh Triều, nước lớn thế mạnh, muôn dân kính trọng. Dạ, đúng. Điều cấp bách nhất bây giờ là phải tìm được con gái của ta trước ngày mai. Cần phải tìm được nó, ngài hiểu chưa? Hiểu rồi, Hạ Quan sẽ làm ngay. Đi. Phúc Mãn Lầu. Bà Liễm ca, nơi này không tiện ở lâu. Ăn xong bữa cơm này, chúng tôi sẽ lập tức đưa huynh và Hương Dung cô nương rời khỏi nơi này.
Hai người hãy thu xếp một lát, tìm một nơi sống yên gió lặng mà ở lại. Tôi hy vọng lần sau gặp lại hai người đã sinh được một đứa con bụ bẩm. Đa tạ Quốc đại ca đã nhiều lần cứu giúp, ân tình của huynh suốt đời này chúng tôi không báo đáp hết. Xin nhận một lời của phu thê chúng tôi. Mau đứng dậy đi. Lần sau gặp lại, biết đâu thiếu gia nhà tôi cũng có một đứa con mập mạp. À Phúc, huynh nói bậy gì vậy? Những chuyện như vậy không thể nói bậy được đâu. Tôi có nói bậy đâu, đúng không đồng thiếu gia? Ờ, không có, không có. À, đúng vậy, đúng vậy. Đây. Nào, ta cảm thấy có thể bọn họ vẫn gây phiền phức cho chúng ta, không tha cho chúng ta như vậy đâu. Chúng tôi cũng tuyệt đối không đến bến cảng Thiên Tân nữa. Ăn xong bữa cơm này, sau khi hai người đi, chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi Thiên Tân, kho hàng ở bến cảng, bất kể thế nào cũng không được trở về. Chúng không phải muốn đuổi chúng ta, mà là muốn tiêu diệt chúng ta. Chỉ bằng, chúng ta hãy tự rời đi. Các vị khách quan, sao lại là các ngươi? Còn muốn gọi thêm món gì không? Ta nói trước nha, chỗ chúng tôi không phải là chỗ ăn quỵt đâu đó. Nếu như ngươi không có tiền thì bây giờ hãy đi đi. Quỳnh nói ai không có tiền? Chúng tôi có rất nhiều tiền bộ. Giỡn thôi mà, giỡn thôi mà. Nhìn cách ăn mặc của các vị công tử chính là người có tiền. Món ăn đủ chưa? Gọi thêm đi. Dạ đi thông thả. Chuyện gì? Hai vị tiểu ca có chuyện gì không ạ? Ta hỏi ngươi cái gì ngươi trả lời cái đấy, đừng nói thêm câu gì. Quên nói đi. Lưu Linh Vũ đang ăn cơm ở tử lầu các ngươi sao? Ai là Lưu Linh Vũ vậy? Tôi đâu có quen biết người này. Đó chính là một cô gái. Trong tử lầu của chúng tôi đâu có con gái, chỉ có mấy người nam nhân. Chính là người đã đánh Mã Tam gia. Chính là bọn họ. Trong đó có phải có một công tử có vẻ bề ngoài rất thanh tú không? À phải, có. Cậu ta rất là giống con gái. Bọn họ đang làm gì? Đến đây tất nhiên là ăn cơm rồi. Nhưng mà lần này họ đã đem theo tiền, chắc là đủ tiền rồi, không có ăn quỵt nữa đâu. Trở về trong chừng bọn họ cho ta. Có tình huống gì phải báo cho ta biết. À dạ dạ dạ, dạ báo cho huynh biết. Vậy anh Hùng này à, rốt cuộc huynh là ai vậy hả? Người của quan phủ. Bọn họ là phần tử nguy hiểm, nếu không thông báo cho ta biết, ngươi sẽ là đồng tội với bọn họ. Thì ra là quan gia. Dạ tôi biết ngay mà, sợ chết đi được. Bây giờ tôi sẽ đuổi bọn họ đi liền. Không được đuổi họ đi, chỉ được giám sát bọn họ. Đây là thù lao của ngươi. Ngài yên tâm, bây giờ tôi sẽ về giám sát bọn họ thật chặt chẽ, không chút sơ suất. Tốt. Lưu Linh Vũ này, kiếp này rất kính phục anh hùng hào kiệt ra đây xông pha giang hồ. Được quen biết các vị ta rất vui mừng. Quách huynh, ta kính huynh một chung. Được quen biết vị bằng hữu như hiền đệ đây, tôi thật sự vạn phần vui mừng. Mời. Hy vọng một ngày nào đó ta cũng có thể giống Quách Mộc Đầu huynh đây, luyện được một thân võ công tốt, trừ gian diệt ác. Tôi hy vọng suốt đời này hậu hạ thiếu gia, bảo vệ thiếu gia của ngươi kìa. Nếu đổi lại là ta, lý tưởng của ta chính là có thể công thành danh toại, kim bản đề danh đó. Quân tử chi ngôn, tiên hành kỳ ngôn, nhi hậu tùng chi. Thiếu gia là ý gì ạ? Ý này chính là trước tiên quân tử phải thực hiện những lời mình muốn nói đã, đợi sau khi thực sự đã làm được mới nói những lời đó ra. Nè, Lưu Linh Vũ. Nè, Lưu Linh Vũ, có phải chúng ta nên về nhà rồi không? Từ lúc đó cha muội là phái binh tìm muội bây giờ. Nông Kình Tôn, muội thật sự cảm thấy rất xấu hổ vì có một biểu ca giống như huynh. Huynh. Huynh có điểm nào giống bằng hữu của Quách Nguyên Giáp đâu? Vì huynh lo cho muội mà thôi. Nếu huynh lo sợ thì huynh về đi. Bên cảng Thiên Tân chính là một ao nước bẩn, tránh nơi này càng xa càng tốt. Lưu huynh, coi như chúng ta đã quen biết, khi huynh có thời gian hãy đến thôn quê xem thử. Huynh yên tâm, hôm nay ta sẽ đi với các huynh. Đừng thấy Lưu huynh đây thân hình gầy yếu, huynh ấy rất có khí khái nam nhi. Quách Nguyên Giáp, nếu đệ là nữ nhi, đệ sẽ gả cho huynh. Huynh là đấng anh hùng. Nhưng có người lại không nghĩ như vậy. Ai không cho là như vậy? Chính là người có mắt không có tròng. Ê, có phải muội thích cậu ta rồi không vậy? Muội thích thì sao chứ? Ê.
Quả thật không ngờ đối thủ của ta Quách Nguyên Giáp còn có một cô vợ như hoa như ngọc vậy. Nhìn điệu bộ này, biết chút võ công thì phải. Tiếc là Mã Tam Gia chết hơi sớm, nếu không ông ta cũng sẽ thích ả mỹ nhân này. Câm miệng hết đi, mà cút đi. Nhờ kỳ lão đây, các ngươi sẽ gặp báo ứng với tay ta. Báo ứng hả? Báo ứng con khỉ. Thất tỷ, mời. Xem ra họ vẫn chưa làm gì được Nguyên Giáp, cho nên mới bắt ta làm con tin. Nhưng mà bây giờ chúng ta không thể ra ngoài, làm sao có thể cho Nguyên Giáp biết chúng ta đang bị giam ở đây chứ? Ta nghĩ tạm thời họ sẽ không làm gì chúng ta. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách đối phó họ. Trước đây đã cảm thấy Viên Hạ không phải người tốt rồi. Bây giờ coi bộ quả như không phải người tốt làm gì. Hắn không phải vấn đề lớn. Bây giờ điều quan trọng, chúng ta vẫn chưa biết Nguyên Giáp ở đâu.